VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, là một lần nữa được gặp lại tất cả các bạn trên kênh YouTube của VDA. Và như thường lệ thì mỗi lần mình xuất hiện sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin mới về một sản phẩm mới. Ngày hôm nay đó chính là Man E3 TX6400. Và các bạn có thể dùng cục máy này để lên đời cho dàn âm thanh của mình lên một đẳng cấp mới, vì chất lượng của nó đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe. Và đây thực sự là một sản phẩm cao cấp cho sự lựa chọn của bạn. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Đức, tuân thủ khắt khe các quy định cũng như đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, E3 TX6400 thực sự là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho dàn âm thanh của bạn. Phủ lên lớp màu bạc trang nhã, lịch thiệp cùng tạo hình được tinh giản hóa khi loại bỏ đi những chi tiết rườm rà, thiết kế mạnh mẽ và đậm tính chuyên nghiệp. TX6400 thể hiện đậm tính kỷ luật và chất thép của người Đức ngay từ cái nhìn đầu tiên. So với sản phẩm trong cùng phân khúc, khó có thể tìm thấy thiết bị nào đủ lực để cạnh tranh với công suất 800W cực mạnh của E3 TX6400. Man hoàn toàn có thể chơi tốt cùng một lúc hai cặp loa full toàn giải với củ bass 3 tấc mà vẫn mang lại chất âm hay, ổn định và rõ tiếng. Đặc biệt, kể cả với những phòng hát rộng đến 60m2 cũng không thể ngăn được sức công phá của E3 TX6400. Với 4 chế độ sử dụng, Man E3 TX6400 mang lại nhiều cách thức phối ghép loa cho người sử dụng. Đặc biệt với chế độ Bridge Mono 4 ohm đẩy công suất lên đến 3200W, sử dụng cho các dòng sub hơi cho ra âm thanh cực chắc, nội lực và sống động vô cùng. Không cần phải nói về độ bền, vì là một thiết bị được sản xuất phục vụ cho mục đích kinh doanh phòng hát hay các sự kiện sân khấu chuyên nghiệp, E3 TX6400 luôn hoạt động ổn định trong thời gian dài và ở cường độ lớn nhờ hệ thống khe và quạt tản nhiệt. Ngoài ra, các linh kiện bên trong Man đều được chọn lựa đến từ những thương hiệu nổi tiếng, chất lượng chuẩn châu Âu đảm bảo độ bền và tuổi thọ cho thiết bị. Với mức giá 18.500.000 đồng, để sở hữu E3 TX6400 thực sự là một vấn đề đáng phải cân nhắc. Tuy nhiên, những gì mà nó đem lại cho bạn chắc chắn sẽ không làm bạn phải hối hận vì đã lựa chọn chiếc Man này đâu. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm miễn phí sản phẩm Man E3 TX6400 thì hãy sắp alo bước đôi chân và bước đến showroom của VDA Pro. Chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ tất cả các bạn. Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy điện thoại và gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 799 186 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.